Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh Thạch Lựu Mộc, ngày Canh Thân tức Can Chi tương đồng thuộc Kim, và ngày hôm nay là ngày Mộc khắc với Thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Thân lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn thành Thủy cục, xung với Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ và Tuyệt Mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Mão, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thiên Mã hay còn gọi là Lộc Mã tốt đối với việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc. Sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự. Sao Ngũ Phú tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao Sát Cống, Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Sao Bạch Hổ, kỵ về an táng. Sao Lôi Công, xấu đối với xây dựng nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn khá là thuận lợi. Với bạn tuổi Tý có khả năng cao sẽ ký kết được những hợp đồng mà mình đã theo đuổi bấy lâu nay. Và thành công trong ngày hôm nay mà bạn có được là nhờ vào thói quen xây dựng những kế hoạch cụ thể, nhờ đó mà bạn luôn có được sự tập trung vào những công việc mình cần phải làm ngay trước mắt với hiệu suất cao nhất nữa. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, công việc có được sự ổn định, lại thêm gặp được chính tài nhập cục, điều này sẽ đảm bảo cho bạn đang có được nguồn thu nhập dồi dào và ổn định. Bạn mệnh tuổi Tý mong muốn được cho mình nguồn tài chính tốt, cho nên sẽ tính tới chuyện khởi nghiệp kinh doanh cho mình nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy. Điều này cũng sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn có phần được khởi sắc hơn. Nhưng bạn tuổi Tý cũng cần phải chủ động hơn để có thêm nhiều cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Tình yêu sẽ đến, nhưng bạn cứ lười biếng ở mãi một chỗ thì khiến cho cơ hội sẽ trôi qua. Đó là điều chắc chắn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc được thuận lợi, có khả năng ký kết được những hợp đồng quan trọng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, thành công tới từ việc xây dựng những kế hoạch cụ thể. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có nguồn thu nhập được dồi dào và ổn định. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ,
có thể mạnh dạn tính tới chuyện khởi nghiệp kinh doanh. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, các chuyện tình cảm có phần được khởi sắc hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 76, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu điên, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, con đường tài lộc của bạn gặp khá nhiều khó khăn. Và bạn tuổi Sửu, bạn cần phải chú ý nhiều hơn trong những chuyện liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Mù quáng khi quyết định, bạn có thể mắc phải những sai lầm và đánh mất đi vận may về tài lộc chỉ vì thiếu đi lý trí của mình nhé. Hơn thế nữa, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng cần phải lưu ý khi cho người khác vay mượn về tiền bạc, đừng có quá nể mà cho vay không lấy được hoặc là không có giấy tờ đảm bảo, khi mất tiền cũng chẳng có bằng cớ gì để đòi cả. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ sinh xuất cho kim. Điều này sẽ khiến cho cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân gặp phải nhiều bế tắc trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Hình bóng của người cũ trong quá khứ sẽ khiến cho bạn chẳng thể nào mở lòng được dù đã cố gắng rất nhiều, và thời gian trôi đi, sự cô đơn sẽ khiến cho bạn nản lòng nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, con đường tài lộc gặp khá nhiều khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, cần phải chú ý nhiều hơn trong những chuyện liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có thể sẽ mắc phải những sai lầm do mù quáng quyết định. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần phải lưu ý khi cho người khác vay mượn về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đối với những người đang còn độc thân gặp bế tắc trong việc tìm kiếm nửa kia cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 73, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Dần cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao của mình. Điềm báo tử vi cho thấy bạn dễ gặp phải những chuyện thị phi khiến cho công việc, công danh sự nghiệp của mình vì thế mà bị lâm nguy, cần phải cẩn trọng bạn tuổi Dần nhé. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, trước khi đưa ra quyết định, bạn cần phải suy nghĩ tới những bài học mà bạn đã nhận được ở trong quá khứ. Bạn cần phải biết rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm của mình trước đây, và nếu không, bạn sẽ phạm phải sai lầm hết lần này tới lần khác. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Điều này phần nào ảnh hưởng tới vận trình tình cảm của bạn. Có nhiều chuyện tưởng chừng như là đơn giản, chỉ cần cố gắng là có thể làm được. Song với tình yêu, dù bạn có cố gắng đến đâu thì vẫn chẳng có được điều mà mình mong muốn, chưa tìm được người phù hợp cho mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, cần phải cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, dễ gặp phải những chuyện thị phi trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, công việc, sự nghiệp có thể bị lâm nguy, cần phải cẩn trọng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, hãy nghĩ tới những bài học trong quá khứ trước khi quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, buồn phiền vì chuyện tình cảm không được như ý. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 91, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật
ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan hỗ trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi khi theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp của mình. Và ngày chủ nhật này, kết quả này không tự nhiên mà xảy ra với bạn, vì với bạn tuổi Mão là người luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân mình và bạn cũng không ngừng cố gắng nỗ lực để phấn đấu nữa. Với bạn tuổi Mão, bạn vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao, lại luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, xuất sắc đạt được chỉ tiêu được giao, được cấp trên đánh giá rất cao, bạn sẽ được trao cho thêm nhiều trọng trách quan trọng trong tương lai nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn rất dễ mệt mỏi và phiền muộn. Có những cuộc tranh cãi nảy lửa khiến cho bạn không thể nào tưởng tượng được lại có một ngày hai người trở nên như vậy. Đôi bên không ai chịu nhún nhường ai, dường như cả hai đều có lý do để đắp bắt đầu cho cuộc tranh cãi và hành xử trái với mong muốn của nửa kia. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy gặp nhiều thuận lợi khi theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa luôn tin tưởng vào khả năng của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ có tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc được trao cho thêm nhiều trọng trách quan trọng trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim mệt mỏi và phiền muộn vì chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 71, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí Thìn trợ mệnh, che chở cho bạn. Và các thần này sẽ giúp cho công việc của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay tiến triển rất là trôi chảy, mọi thứ đang băng băng tiến về phía trước mà không gặp phải vật cản gì đáng kể. Trong ngày này với bạn tuổi Thìn không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn hoàn thành được công việc đúng như mong đợi của mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, điều này báo hiệu rằng với bạn cần phải kiên định hơn trong những chuyện liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Với bạn tuổi Thìn, bạn đang quá cứng nhắc và bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến, lời khuyên bảo của những người đi trước giàu kinh nghiệm thì rất có thể sẽ điểm tiền của mình khó khăn lắm mới kiếm được, đổ xuống sông xuống bể nhé. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ dưỡng cho kim, điều này sẽ làm cho con đường tình cảm của bạn khá là suôn sẻ và thuận lợi. Đôi lứa hòa thuận, tình yêu được tỏa sáng lấp lánh, mang theo nhiều động lực giúp cho bạn phấn đấu nhiều hơn nữa cho cuộc sống của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc tiến triển được trôi chảy, không gặp phải vật cản nào quá lớn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, không cần bỏ ra quá nhiều công sức, vẫn có thể hoàn thành được công việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, cần phải kiên định hơn trong những chuyện liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nên lắng nghe ý kiến, lời khuyên bảo của những người có nhiều kinh nghiệm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, con đường tình duyên khá là suôn sẻ và thuận lợi. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 65, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có lục hợp quý nhân trợ mệnh, điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn nhờ đó mà có được sự may mắn hơn rất nhiều.
Và ngày này, việc hợp tác làm ăn của bạn tuổi Tỵ vô cùng là thuận lợi, suôn sẻ. Điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội phát tài, phát lộc. Đây là cơ hội hiếm có, bạn đừng có bỏ lỡ, đáng tiếc bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, trước khi chọn người hợp tác, bạn cũng cần phải lưu ý tránh những tuổi như là Canh Dần, Giáp Dần, bởi họ có thể sẽ khiến cho vận trình của bạn chuyển thành xấu, nên cẩn trọng hơn. Thêm vào đó, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có thiên ấn nhập cục. Điều này sẽ giúp cho con đường công danh sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển thuận lợi. Với bạn tuổi Tỵ, nếu như biết lợi dụng được cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai của mình, sẽ có được nhiều bước đột phá lớn đến với bạn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa có được quý nhân trợ vận, vận trình nhiều may mắn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, việc hợp tác làm ăn vô cùng là thuận lợi và dễ phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, chớ có bỏ lỡ cơ hội hiếm có trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, cần phải chú ý khi chọn người hợp tác trong vận trình của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, công danh sự nghiệp đang trên đà phát triển thuận lợi. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 46, số 94, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ trao cho bạn có được những cơ hội để phát huy năng lực của bản thân mình. Và thời gian qua, với bạn tuổi Ngọ vẫn luôn toàn tâm toàn lực, hoàn toàn tập trung vào công việc của mình, cho nên vừa có thêm được những kiến thức lại gia tăng sự tự tin cho bản thân mình nữa nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng nên tăng cường phát triển các mối quan hệ xã giao với bạn bè, đồng nghiệp để cho công việc của mình diễn ra được suôn sẻ, thuận lợi hơn. Tuy nhiên, bạn tuổi Ngọ cũng nên hạn chế chia sẻ những kế hoạch hay là suy nghĩ của mình với tất cả mọi người và không phải ai cũng là người lắng nghe đáng tin cậy nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có hỏa kim tương khắc và đây có thể là nguyên nhân khiến câu chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy xảy ra những mâu thuẫn. Với bạn vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với đối phương và im lặng đang là giải pháp mà bạn muốn duy trì trong mối quan hệ hiện tại của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim có được cơ hội phát huy năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa nên hạn chế chia sẻ những kế hoạch của mình với tất cả mọi người. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ nên tăng cường phát triển mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc dễ gây mâu thuẫn với nửa kia, chưa tìm được tiếng nói chung. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 60, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn cần phải chú ý giữ thật chặt túi tiền của mình khi trong ngày bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Với những tranh chấp liên quan tới vấn đề về tiền bạc có thể sẽ khiến cho bạn tuổi Mùi tốn khá nhiều thời gian và công sức, lẫn số tiền mà bạn bấy lâu nay dành dụm cũng có thể sẽ bốc hơi bay mất nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng và cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau, tình cảm được vun vén, đôi lứa hạnh phúc chẳng rời. Hai bạn có thể tự tin để tiến bước dài hơn trong mối quan hệ hiện tại của mình nữa rồi nhé.
Và trong ngày chủ nhật này với bà tuổi Mùi, để cho công việc được thuận lợi, mưu sự thành công hơn, bạn có thể lựa chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày để xuất hành. Cụ thể, hướng tốt trong ngày gồm có hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn có được sự may mắn và nhiều sự hanh thông. Vài câu quýt cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, sức khỏe là vốn quý, chẳng thể lơ là. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, gia đình thuận hòa, êm ấm đáng ghen tị. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, giữ chặt túi tiền của mình, đừng có để cho ai đó cướp đoạt. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tình cảm lứa đôi ngày một thắm thiết nồng nàn hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tránh xa những thị phi tranh chấp, kẻo lại tiền mất tật mang. Về đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 74, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần trợ mệnh. Điều này sẽ tạo cho bạn có được những cơ hội thiêu nghiệp kinh doanh buôn bán, với bạn sẽ có được một ngày phát tài phát lộc, tiền bạc đổ về túi đầy tay. Với bạn tuổi Thân, bạn nhận được những đơn hàng lớn, khách hàng tin tưởng và ghi nhận nỗ lực của bản mệnh. Nhờ thế mà nguồn thu càng ngày càng được dồi dào, giải quyết được khá nhiều khó khăn trước đó. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân, bạn sẽ có nhiều thời gian để thực hiện những đam mê, những khát vọng của mình. Và nhiều khi thời cơ là do mình nắm bắt, nếu như bạn cứ rụt rè và không dám dấn bước thì chẳng những khiến cho cơ hội về tài lộc bị tiêu tan mà còn đánh mất đi nhiều cơ hội phát triển trong tương lai của mình nữa. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng, điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới sức khỏe của bạn. Công việc căng thẳng, vị trí càng cao thì trách nhiệm càng lớn, với bạn dễ cảm thấy mệt mỏi và áp lực, cần phải chú ý nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe nhiều hơn bạn tuổi Thân nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán có một ngày phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, nhận được những đơn hàng lớn, khách hàng tin tưởng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nguồn thu hàng ngày càng dồi dào, giải quyết được những khó khăn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nguồn thu càng được dồi dào hơn, cần phải tranh thủ để nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, sức khỏe có dấu hiệu bị sa sút, mệt mỏi và áp lực. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 64, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có thái độ làm việc chệch mãng, thiếu đi sự tập trung. Và điều này cũng sẽ khiến cho bạn gặp phải những điều rắc rối, phức tạp không thể ngờ được. Hiệu suất công việc bị giảm sút, chất lượng cũng không được đảm bảo. Cũng vì thế mà bạn có thể bị cấp trên nhắc nhở và khiển trách nữa. Ngày chủ nhật này rất có thể sẽ có một vài tranh cãi nhỏ có thể sẽ xảy ra với cấp trên hoặc là đồng nghiệp vì bất đồng ý kiến, nhưng mọi chuyện sẽ không có gì quá nghiêm trọng nếu như bạn biết dừng lại đúng lúc. Và bạn tuổi Dậu cũng nên chú ý tới hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình để không tự gây ra những khó khăn rắc rối cho mình trong tương lai nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay theo nhị thập bát tú là ngày của sao hư, ngũ hành, thái dương, và theo khổng minh hôm nay cũng là ngày xấu. Do vậy, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh tuổi Dậu cần phải chú ý, ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam để hạn chế những rủi ro, tăng cường sự may mắn, thành công đến với mình.
Về câu quýt cho bạn Tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, thái độ làm việc chệch mãng, thiếu đi sự tập trung. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, có thể sẽ gặp phải những điều rắc rối, phiền phức không thể ngờ được. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hiệu suất công việc bị giảm sút, chất lượng cũng không đảm bảo. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, có thể xảy ra tranh cãi với cấp trên hoặc là đồng nghiệp, bạn bè. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nên chú ý tới hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Về đánh giá của bạn Tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn cần phải cố gắng giữ mình và khiêm tốn hơn trong công việc. Đừng có lúc nào cũng tỏ ra mình là người hiểu biết, thái độ không đúng mực sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ ở nơi công sở, quan hệ xã giao, khiến cho vận trình làm việc của bạn gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong tương lai nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy. Điều này cảnh báo cho bạn rằng có thể sẽ vấp phải những khó khăn trong chuyện tình cảm của mình. Đôi lứa đang yêu đã rất cố gắng để hàn gắn mối quan hệ, nhưng bạn và người ấy vẫn phải đối mặt với nhiều sóng gió mới. Điều này có thể sẽ khiến cho bạn cảm thấy chán nản nữa. Và ngày chủ nhật này, đối với những người đã lập gia đình rồi thì vợ chồng đồng sàng di mộc, không tìm được tiếng nói chung. Với bạn tuổi Tuất, bạn cảm thấy mệt mỏi và dù chỉ là một vấn đề đơn giản nhưng hai người cũng xảy ra sự tranh cãi không ngừng nghỉ. Có thể những chuyện càng nói sẽ càng khiến cho vấn đề trở nên gay gắt, cho nên bạn tuổi Tuất đang có xu hướng dần buông xuôi mọi chuyện rồi. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa nên cố gắng giữ mình khiêm tốn hơn trong công việc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, thái độ không đúng mực sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc có thể sẽ vấp phải những khó khăn trở ngại trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, đôi lứa đang yêu gặp phải nhiều sóng gió. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 70, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Điều này sẽ làm cho công việc của bạn không được suôn sẻ cho lắm. Với bạn tuổi Hợi, bạn vốn không phải là người lười biếng, thậm chí là còn khá chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc của mình. Nhưng tới cuối cùng, công sức của bạn trong ngày hôm nay lại không được người khác công nhận. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, có thể phương pháp làm việc của bạn đang gặp phải vấn đề ở một công đoạn nào đó mà bạn không nhận ra. Bạn hãy thử tham khảo ý kiến từ những người có nhiều kinh nghiệm hơn xem sao cái nhìn của người ngoài cuộc sẽ khách quan và chính xác hơn bạn nghĩ nữa nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, bù lại với bạn đang có được vận may về con đường tình cảm. Mối quan hệ của hai người nhờ thế mà có nhiều bước chuyển biến tốt đẹp. Với bạn nhận được nhiều tín hiệu đáng mừng từ thái độ của người ấy, khả năng phát triển sâu sắc hơn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, công việc không được suôn sẻ cho lắm. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, công sức mà bạn bỏ ra không được người khác công nhận. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, có thể sẽ có phương pháp làm việc gặp vấn đề ở một giai đoạn nào đó. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nên tham khảo ý kiến từ những người có nhiều kinh nghiệm hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ về tình cảm có những bước chuyển biến đáng kể.
Vậy đánh giá của bạn Thủy Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 76, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.